Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu các bộ phận của con gà. Nào, con nhìn vào đây nào. Chúng ta con biết những bộ phận nào của con gà rồi. Đây là cái gì con? Đây là cái gì? Chân. Chân. Wow, vậy mẹ sẽ vẽ đây là chân nha. Đây chính là bộ phận chân của gà này. Nhưng bộ phận chân thì nó lại còn có cái này gọi là cái gì nhỉ? Con này là gì con biết không? Cái này ở chân của con nó gọi là cái gì? Gọi là gì? Đùi. Đùi gà, chân gà, được chưa? Còn cái phần đằng sau này nó gọi là phần gì nhỉ con nhỉ? Đây là phần gì? Đây là phần. Đây là phần gì? Không nhớ. Phần đuôi gà. Đuôi gà. Nào. Thế còn đây là phần gì này? Trên đầu nó có một cái đỏ đỏ. Trên này người ta gọi nó là cái gì? Hả? Có biết không? Đây là gì? Đây là màu gà. Màu gà. Nào, thế còn cái nhỏ nhỏ tí xíu này này. Dùng nó dùng để mổ thóc ấy. Wow! Tuyệt vời, con biết đây là mỏ á? Được không? Thế còn một cái bé xíu chỗ này trắng trắng, con có biết nó là cái gì không? Bên đây là cái gì không? Tai. Tai. Wow. Cả cái trên này gọi là phần gì? Nách. Nách à? Đầu gà. Đây là chỗ này nách của nó là. À, đây là cổ. Từ đây tới đây là cổ. Đây, con vẽ đây đây. Đấy, cổ gà. Thế còn cánh gà con vẽ được không? Wow. Wow. Wow, thật tuyệt vời. Rồi, nào. Vậy bây giờ mình cắt ra đấy, xong mình đặt lại cho thành bộ phận con gà được không? Như tờ giấy. Hả? Tờ giấy. Rồi, tí con cắt để mẹ lấy tờ giấy cho. Phạm Như con đặt ra đấy được nào. Con cắt cái gì đấy? Cái mỏ. Cắt cái mỏ. Con cắt lại đi. Đây được rồi. Mỏ gà dùng để làm gì nhỉ con nhỉ? Mỏ gà này. Không biết. Pháp cắt dịch ra đây để mọi người còn nhìn thấy này. Cô muốn gọi là cái này. Wow. Con cắt màu riêng à? Vâng, con muốn cắt màu riêng. Ok, tuyệt vời. Cắt tay. Rồi, đây, màu này màu dưới này. Ở nhà. Ở nhà. Màu xanh nào nhỉ? Con không biết. Thế cắt đây tí nữa mình xếp lại sau. Con đứng dịch ra đây này. Cắt nhìn cho các bạn nhìn cho rõ này. Con sẽ lên. Tống sáng nè, vừa in. Wow, con cắt thật cẩn thận. Wow, thật tự hào với con là cậu bé cẩn thận. Cái màu này là màu trên. Đây là màu dưới này. Đây là cổ. Cái này cổ. Con cắt nhỏ tí xíu ra. Rồi. Cái nhỏ tí xíu đấy gọi là cái tai.
Rồi, tai gà, đặt tên ra đây. Tai gà. Rồi, tiếp. Cả phần trên này gọi là phần đầu này. Cái phần đầu chứ. Nó còn chỗ này nó ở phần đầu này. Thế nên phần gì đây? Cổ. Cổ. Ừ. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, đấy nó gọi là gì? Phần này con vừa cắt là gì? Con không biết. Cánh. Đúng rồi. Cánh. Nó chỉ bay được. Nó chỉ bay được. Nào, bây con muốn nó cắt gì đã? Nó chỉ bay được. Chậm. Nó chỉ bay được ấy con thôi. Cắt phần này là phần gì đấy? Nó chỉ bay dưới thôi. À, bay dưới. Nó chỉ bay được chậm nên là nó chỉ bay như này. Nó bay thấp được thôi đúng không? Vâng. Đây là phần gì nhỉ? Phần đuôi. Ừ, phần đuôi. Phần đuôi. Đây. Còn cắt nguyên cả. Tay con cầm là phần gì đây? Phần bụng. Thân. Đúng không? Thân. Thân. Đây là cái đuôi. Đúng rồi. Wow. Nhớ để dành hai cái đuôi nó gần nhau nhé. Vẫn để nguyên dính lại với nhau nhé. Wow, thế còn tay con cầm là phần gì? Con là con đấy nhà. À không, cắt kệ nó. Con đấy là con gần hai cũng được. Nè. Con đừng cắt kệ nó. Đây là phần gì? Chân. Chân, ok. Vậy con có thể xếp lại các bộ phận được không? Có. Ừ. Xếp các bộ phận lại với nhau nè. Ông có. Có, trong túi của em đây này. Nào. Con nhìn xem. Có gì dán không? Cái gì dán đi. Bây giờ con xếp cái gì vào? Con xếp đã. Xếp đã con. Ừ. Yeah. Phần này phần gì nhỉ? Phần này. Không nhớ. Phần này phần gì nhỉ? Phần đùi. Ừ. Đây à? Đúng rồi. Đùi chân. Nó cho nó lùi xuống được không? Không, cái đầu nó không biết cho vào đâu. Wow, tuyệt vời. Cái này. Cái đấy gọi là cái gì? Cổ. Wow. Wow. Cái này là cái gì? Cái gì đấy? Cái đuôi. Wow. Đấy nha. Thế nào nhỉ? Xếp thế nào nhỉ? Xếp nha. Không xếp thế nào? Mùa. Rồi. Thì xem cái này là cái gì? Tên nó là cái gì con? Màu gà. Trên. Màu trên. Màu trên. Con đang cầm phần đấy gọi là gì? Màu dưới. Màu dưới. Ừ. Đây, một. Để cho bay. Vừa bay. Vừa đó. Vừa thôi mấy con. Nó gãy chứ. Này con cho vừa thôi. Vừa thôi nó gãy. Ok được rồi. Đủ. Phần gì đấy? Phần đuôi. Cái đuôi. Cái đuôi.
này đâu? Đâu mà? Cái này cái đâu? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Này là cái cái không nhớ. Cái thân. Thân cái này để đâu? Cái thân này đi với cái gì? Cái đấy. Cái thân này đi với cái? Cánh. Cái cánh à? Cái cánh nó như thế này vậy thì cái phần đấy nó ở đâu? Này đây. Và làm thế nào để con xếp cho nó chính xác? Ê. Vậy ngày không mà. Mẹ không biết. Mẹ à? Không biết. Nếu con muốn làm thì con sẽ xếp từ cái bộ phận phần thân của nó trước. Thân này. Thân chỗ này là thân đi với gì? Nó sợ bay. Thân đi với gì? Thân đi với cánh đúng không? Đây là thân, đây là cánh này. Với thân cánh mà con để như này thì con vịt nó thành con gà, nó đang nằm ngược hay nằm xuôi? Nằm ngược. Thế mà con cho nó về nằm xuôi. Bữa sau con đặt đúng rồi mà. Nhà. Bữa sau con đặt đúng rồi thì con xếp lại. Nghe đâu mẹ ơi. Cái đấy là cái gì? Cái thằng. Rồi cái đuôi. Con đi chơi đi, mẹ đi tắm nhé. Được không? Không phải. Nếu là mẹ thì mẹ sẽ thiết cái thân trước cho nó đúng chiều. Con xếp được không? Con nhớ không? Con không biết đây nữa. Là cái chân, đây là cái đùi này. À con biết rồi. Không biết cái này. Rồi con thấy con cho chân trước đi. Từ chân ở từ dưới lên đi. Chân xuống dưới cùng, sát xuống dưới cùng này. Nếu lúc không có chỗ để mà. Có phim. Rồi. Chân này xong đến gì? Nó đến cái đùi. Ừ, ok, nào. Cái đùi.
Rồi. Cho cái đùi là lên cái gì? Đúng rồi, là lên thân. Như thế là chiếu nào cho đúng nha. Đặt chiếu nào cho đúng. Con nhớ cái hình lúc đó. Yeah. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cái thân. Thân. Đi gọi là thân. Cái thân không? Ừ, rồi ok. Đi gọi. Các con chuẩn bị dán nó là cái gì? Gọi cái thân. Gọi cái thân không? Cái đuôi. Wow, chuẩn luôn. Gọi thân. Cái thân đây. Ở nhà. Con làm nào cho nó khít. Rồi. Làm nào cho nó khít vào. Đây. Chuẩn chưa? Đúng rồi. Tiếp. Cái cổ. Ừ, rồi cổ. Ở nhà mẹ. Mẹ ơi. Làm nào là cho nó khít đã. Cho khít với những cái xung quanh này nè. Tôi lấy cái này kia nha. Cái đấy gọi là cái gì? Cái đầu đúng không? Đầu. Mẹ. Còn dán lên cái khác đi. Cái đấy để dán sau cùng. Hơn đầu. Một cái mẫu đầu đấy, để xíu đấy. Đây, đây, cái này, đây. Ừ, đó hả? Đây rồi mẹ. Khi mạng xong bây giờ cứ đánh đống lên nhau thế này kia tìm cái gì chả biết đâu mà tìm. Bà ơi cháu đang học bài. Cháu đang học bài bà ơi. Kệ nó. Con đang quay phim. Để cứ đánh đống lên không biết tìm cái gì bây giờ. Xong chưa con? Wow, đấy, xếp vải chết. Sắp xong rồi đấy này. Con đang dán cái gì đấy? Tay.
Wow, tuyệt vời. Con chưa nhìn thấy tai đâu. À, thế mà nó có tai đấy, hay nhỉ? Mà gà nó có cái tai đấy. Con không nhìn thấy tai. Ừ. Cái gì đấy, con dán lên cái gì đấy? Dán cái đầu. Ừ. Cái gì của cái đầu? Cái không biết. Màu trên. Màu trên. Cái màu trên. Ô, thế còn cái gì nhỉ? Nó thiếu cái gì nhỉ? Con gà này thiếu cái gì nhỉ? Đố không biết nó thiếu một cái gì. Thiếu một cái. Không nhớ. Nó thiếu cái gì nhỉ? Nó bay mấy miếng đấy đi rồi. Đây nhìn sang con gà này. Với con gà này thiếu cái gì? Mỏ. Wow, đúng rồi, cái mỏ đó. Nhìn xem mỏ đâu rồi. Mỏ bé xíu ấy, nó bay mất. Thế này mày còn vẽ vào được không? Không biết. Còn vẽ cái mỏ được không? Vẽ nhá, con mình vẽ mỏ cho nhanh nhé. Đâu? Tìm không thấy vẽ. Cái mỏ bay xíu rồi, chắc là gió bay rồi. Nào, mà con mình cùng vẽ cái mỏ nào. Nhìn nhá, nào. Vẽ mỏ vào đâu con? Con muốn vẽ cái mỏ này vào đâu? Chú gà nấu màu nhá. Ừ. Đây. Ừ, con vẽ mỏ. Nấu mèo. Đây, con nhìn mỏ này con vẽ sao? Con không biết. Nào. Mỏ nha. Mỏ nó có hai nửa mỏ. Đấy, thế là thấy con gà rồi. Ok, nào thế con bye bye bạn gà đi. À, con muốn tô nữa à? Muốn tô cái mỏ bạn gà nữa à? Ừ, màu gì cũng được, con thích màu gì con tô màu đấy. Ok. Con nhìn thử nhé. Ừ. Màu, đeo màu gì ạ? Màu gì đây, con lấy màu cam rồi, con tô màu cam đây. Đây, con tên màu cam. Đẹp quá. Wow, vậy con có thể nói được bộ phận của con gà này không? Con gà này con gà gì? Gà mái. Wow, đây là? Gà mái. Ờ, con gà mái, đây là? Màu. Không. Màu trên. Con nào khỏi nhà gọi con mẹ. Con gà mẹ. Wow, con gà mẹ hay còn được gọi là con gà mái. Wow, đây là gì? Đây là gì của con gà mái? Đây là phần gì của con gà mái? Phần đuôi. Phần đuôi. Ừ. Phần cánh của gà mái đâu? Phần đùi của gà mái đâu? À, con biết rồi. Con biết gì? Đây là cái gì mẹ ơi? Đây là cái gì nhỉ? Cái đầu. Cái đầu à? Con không biết vẽ chữ đầu mẹ. Mẹ ơi. Con muốn vẽ cái gì vào đầu? Vẽ chữ đầu. À, con muốn vẽ chữ đầu à? Đờ. Ờ. U ô. Nguyền đầu. Con muốn viết chữ gì nữa? Cổ. À. Cờ. Cô. Cô. Hỏi cổ. Đây. Cổ rồi. Muốn tìm gì nữa? Có một chữ gì nữa? Ừ, rồi, tiếp. Có muốn viết về cái gì nữa? Chữ thân. Ừ, thân. Tờ, hờ, thờ này. Thờ nở ân. Thờ ân thân. Rồi. Cánh. Cánh. Mình viết luôn vào chữ cánh này nhá. Cờ. Không. Viết luôn này hả? Con muốn đi cái... À không vẽ đây. Xong rồi con ấy ngoài thế này. Nhớ thế thì con cho hẳn ra ngoài này. Cờ.
à, nhờ anh để anh canh sắt cánh. Có muốn viết gì nữa? Đuôi. Đuôi. Ừ. Đờ u ô i uê đầu uê đuôi thắt đuôi. Ừ, gì nữa? À, đuôi. Ừ, đuôi. Nào đờ u i uê đầu uê đuôi hình đuôi chân. Ừ. Chờ ớ nờ ăn chân. Chờ ăn chân. Ok. Mỏ ừ, biết thêm mỏ đi. Mờ o mo hỏi mỏ. Không biết là chữ mờ đúng không? Mờ. Ừ. O mo. O hỏi mỏ. Mò nhà. Đúng rồi, mò đúng rồi đấy. Hỏi mỏ. Mò nhà. Hỏi mỏ. Rồi. Xong chưa? Hết chưa? Xong rồi. Rồi. Ok, thế còn màu trên, màu dưới này, tai này. Đây. Màu dưới đúng không? Mờ ao mao huyền mào giờ ư ơ y ơi giờ ơi dưới sắc dưới màu dưới hay màu trên? Đây màu trên đâu? Đây cái đây là cái này là cái gì? Cái tròn tròn con này đây. Đấy gọi là cái gì? Màu trên. Màu trên đây này. Còn đây chính là đầu này. Vâng. Ừ. Đấy chứ đầu. Đầu con biết rồi đúng không? Đờ. Đờ đâu hình đầu bây giờ này nè. Đây gì? Ừ, đây là phần đầu của nó. Đầu dưới. Đầu ừ. Dưới. Ừ. Có một vẽ cái đầu dưới. Làm gì có đầu dưới? Đây gì? Chỉ có phần đầu thôi, phần đầu hoặc gáy. Phần đầu đây, con cho nó sang đây đi. Còn cái này nó chính là màu trên này. M A O ao M O mau huyền màu. Ch E N N trên. Ê nè em. Màu trên. Được chưa? Được chưa con? Con yeah. Con thỏa mãn với cả cái hình này chưa? Yeah. Yes, ok, cảm ơn con rất nhiều. Thế mà bạn gà bạn ấy sẽ nói gì khi con xếp cho bạn ấy đầy đủ các bộ phận như thế này? Cảm ơn. Ừ, bạn nói như thế nào? Cảm ơn bạn Pháp đã xếp tới lại như cũ. Đấy, thật là vui vì đã giúp cậu học thật giỏi. Thế con nói với bạn thế nào? Tớ cảm ơn bạn vì con có cần phải nói cái lời cảm ơn tới cái thứ mà đã giúp con làm nên việc không? Có. Ừ, thế con nói cảm ơn gì? Cảm ơn nhà. Cảm ơn bạn nhà đã giúp tớ học. Con vẽ chữ hai con gà đi. Ừ, hai con gà. Hai chân đi. Ừ, rồi mai con làm tiếp. Hai chân. Rồi. Rất cảm ơn con. Vậy thôi nhé, mình tạm biệt bạn gà nhé. Được chưa? Tạm biệt bạn gà. Tạm biệt các bạn.